Văn Hưng xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã xem video trên kênh Công ty Luật CS. Cấp dưỡng hay chu cấp cho con khi vợ chồng ly hôn hoặc cha mẹ của đứa trẻ không còn sống chung với nhau nữa là một vấn đề mà nhiều người đang gặp phải. Vì khi đường ai nấy đi thì không phải cặp đôi nào cũng đồng thuận văn minh trong việc thỏa thuận nghĩa vụ nuôi con. Có trường hợp thu nhập hàng trăm triệu đồng nhưng chỉ đồng ý gửi tiền cấp dưỡng cho con 5 triệu đồng mỗi tháng, như trường hợp của một nam ca sĩ nổi tiếng mà truyền thông đã đưa tin gần đây, hay trường hợp chồng cũ của một hot girl đình đám bỗng dừng việc trợ cấp cho con khi hot girl này tố chồng ngoại tình. Thực tế ngày nay có rất nhiều cặp đôi chung sống với nhau như vợ chồng và có con nhưng không đăng ký kết hôn. Vậy nếu sau đó họ chia tay thì vấn đề cấp dưỡng cho con được thực hiện như thế nào? Nếu không đăng ký kết hôn thì có phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng cho con hay không? Pháp luật có quy định mức cấp dưỡng tối thiểu là bao nhiêu không? Câu trả lời sẽ có trong video ngày hôm nay. Trong video này, Văn Hưng sẽ cùng quý anh chị và các bạn tìm hiểu vấn đề đòi tiền cấp dưỡng cho con khi vợ chồng không đăng ký kết hôn qua buổi gặp gỡ với luật sư Trần Lê Khanh, luật sư của công ty luật CS. Xin chào luật sư. Xin luật sư cho biết, nam nữ sống chung với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, nếu có con chung thì có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con cái hay không? Xin chào Văn Hưng. Xin chào các bạn. Theo quy định, cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp bằng tiền hoặc tài sản để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, nếu người đó là người chưa thành niên hoặc người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình, hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu theo quy định của luật. Với quy định này, chúng ta có thể thấy nếu nam nữ sống chung với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, sau đó chia tay thì các bên không có nghĩa vụ cấp dưỡng cho nhau vì không có quan hệ hôn nhân. Nhưng nếu họ có con chung thì sẽ phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng cho con vì đây là quan hệ huyết thống. Theo đó, luật hôn nhân gia đình quy định người cha hoặc người mẹ là người không trực tiếp nuôi con thì có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Như vậy, nếu con chưa thành niên hoặc con đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì người cha hoặc người mẹ, người mà không trực tiếp nuôi con, phải thực hiện việc cấp dưỡng mà không phụ thuộc vào việc cha mẹ của người con đó có đăng ký kết hôn hay không. Vậy là dù không đăng ký kết hôn nhưng nếu có con chung thì người cha hoặc người mẹ mà không trực tiếp nuôi con vẫn phải cấp dưỡng cho con. Vậy xin luật sư cho biết thêm là pháp luật có quy định về mức cấp dưỡng và thời gian cấp dưỡng hay không? Về mức cấp dưỡng, hiện nay pháp luật không quy định cụ thể số tiền hay giá trị tài sản để cấp dưỡng là bao nhiêu, mà quy định mức cấp dưỡng sẽ do các bên tự thỏa thuận, căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người cha hoặc người mẹ và nhu cầu thiết yếu của người con. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. Về thời gian cấp dưỡng, luật cũng có quy định là việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần cho đến khi con thành niên, nghĩa là đủ 18 tuổi. Trường hợp con đã thành niên nhưng không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sẽ được thực hiện đến khi con có khả năng lao động hoặc có tài sản để tự nuôi mình. Như vậy, nếu con bị hạn chế về thể chất hoặc tâm thần như là bị liệt cục sống, mù hai mắt, bị tâm thần nặng, bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên, v.v. thì cha hoặc mẹ, người mà không trực tiếp nuôi con đó phải có nghĩa vụ cấp dưỡng dù con trên 18 tuổi. Như luật sư Khanh vừa chia sẻ, mức cấp dưỡng sẽ do các bên tự thỏa thuận. Vậy nếu cha mẹ không thỏa thuận được về số tiền cấp dưỡng cho con thì xử lý như thế nào, thưa luật sư? Về vấn đề này, pháp luật hôn nhân gia đình quy định nếu các bên không thỏa thuận được về mức cấp dưỡng thì có quyền yêu cầu tòa án giải quyết.
Như vậy, trong trường hợp hai người sống chung với nhau như vợ chồng, có con chung mà không đăng ký kết hôn, thì khi chia tay không thống nhất được với nhau về số tiền cấp dưỡng, hoặc trước khi chia tay có thỏa thuận mức cấp dưỡng nhưng sau đó không thực hiện việc cấp dưỡng, thì người trực tiếp nuôi con có thể nộp đơn khởi kiện ra tòa để được tòa án giải quyết. Và đơn kiện sẽ được nộp tại tòa án nhân dân cấp huyện nơi người không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cư trú. Về thủ tục yêu cầu tòa án giải quyết, công ty luật đã thực hiện video giải đáp. Các bạn quan tâm có thể truy cập vào đường link bên dưới phần mô tả. Thưa luật sư, nếu người cha hoặc người mẹ không tự nguyện cấp dưỡng, kể cả khi đã có phán quyết của tòa, thì người trực tiếp nuôi con phải làm thế nào? Vì nhiều trường hợp thắng kiện rồi, nhưng người không nuôi con cũng lờ đi, không thực hiện. Và nếu họ cố tình trốn tránh, có bị chế tài nào không, thưa luật sư? Nếu tòa án đã tuyên buộc người cha hoặc người mẹ phải cấp dưỡng cho con, nhưng người có nghĩa vụ đó không tự nguyện thực hiện, thì người trực tiếp nuôi con nên nộp đơn yêu cầu thi hành án tại chi cục thi hành án cấp huyện nơi tòa án đã xét xử việc cấp dưỡng. Khi nhận được đơn yêu cầu thi hành án, nếu người có nghĩa vụ cấp dưỡng đủ điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành, thì cơ quan thi hành án sẽ ra quyết định cưỡng chế thi hành án đối với người không trực tiếp nuôi con bằng cách trừ vào tiền lương, tiền công của họ hoặc khấu trừ tiền trong tài khoản ngân hàng của họ, vân vân. Bên cạnh đó, nếu người phải cấp dưỡng cố tình trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng mà ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại đến người con, thì tùy theo mức độ nghiêm trọng mà người phải cấp dưỡng có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó, mức phạt hành chính có thể lên đến 10 triệu đồng và bị buộc phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Trường hợp đã bị xử phạt hành chính mà còn tái phạm, hoặc người có nghĩa vụ cấp dưỡng có khả năng thực tế để thực hiện việc cấp dưỡng nhưng vẫn từ chối, trốn tránh cấp dưỡng, làm cho người được cấp dưỡng lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù lên đến 2 năm. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất cụ thể và hữu ích của luật sư Khanh. Thưa quý cô chú, các anh chị và các bạn, gia đình là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng để định hình và giáo dục nhân cách con trẻ. Khi cha mẹ không sống chung với nhau, những đứa trẻ sẽ chịu thiệt thòi về tình cảm, tinh thần và cả vật chất. Thiết nghĩ khi chia tay, cha mẹ nên gạt bỏ qua những hiềm khích của người lớn và nên cư xử văn minh vì con của mình, nhất là tự nguyện thực hiện cấp dưỡng. Với câu trả lời vừa rồi của luật sư Trần Lê Khanh cũng đã khép lại nội dung video ngày hôm nay. Nếu quý cô chú, anh chị và các bạn có câu hỏi hoặc chia sẻ nào liên quan, có thể bình luận bên dưới video này. Công ty luật sẽ tổng hợp và giải đáp chung trong các video lần sau. Và quý vị cũng đừng quên bấm like, share và nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video giải đáp pháp lý tiếp theo. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.